Hello, các chàng trai xinh gái đẹp Giáp Tuất năm 1994. Clip này anh ba làm là để nói về vận hạn 6 tháng cuối năm của tuổi Giáp Tuất của tụi em. Đây là có thể đây là cái video clip mà anh làm về tử vi phong thủy, về mọi khía cạnh của một cái tuổi mà gọi là nhỏ nhất với anh từ xưa tới giờ. Đây là tuổi Giáp Tuất. Vì anh lúc hôm qua livestream thì anh có nhận được hai ba cái lời yêu cầu là anh ơi làm giùm em cái clip này đi, cho nên là anh sẵn đây anh làm luôn. Thì đầu tiên á, thì đặc biệt có một cái điều như này là tại vì tại sao anh chọn cái tuổi này anh làm á, tại vì anh kéo trên cái anh chọn cái can chi ngũ hành anh coi á, thì anh thấy cái tuổi này rất là đặc biệt. Tại vì cái tuổi này á, là năm nay nè vừa vướng gọi là tam tai, vướng luôn hoàng ốc, vướng luôn kim lâu, là chắc chắn là tuổi này là không có thể xây dựng nhà cửa trong tuổi này được. À, mà nếu như mà các em mà có cha mẹ cho mình đất đai nhà cửa mà để xây dựng thì cũng không nên xây dựng nhà này, mà để cho ba mẹ mình đứng tên để xây dựng ha, chứ không là rất là rắc rối. Xét nội tại của tuổi này á, thì rất là đặc biệt nữa là can tương khắc chi. Can của cái tuổi này là chữ giáp thuộc hành mộc, mà chi túc lại thuộc hành thổ, cho nên là can khắc chi có nghĩa là những cái người mà thuộc cái nhóm người này á, trong cuộc đời hay có nhiều trở lực ngăn cản nhưng vẫn làm chủ được bản thân để đạt được thành công trong cuộc sống, là những người này á, cần phấn đấu hơn những người khác gấp đôi gấp ba lần thì họ mới có cái sự thành công. Họ không có may mắn như các tuổi cũng chữ giáp này, tuổi Tý, Giáp Tý họ cực kỳ may ha. Tuổi này là tuổi Dương, tại vì là họ là sơn đồ hỏa, nhưng mà là sinh năm Chẵn cho nên là sơn đồ hỏa Dương. Thì những người mà tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7 thì những cái tháng lẻ đó là tháng của năm đó là tháng Dương, và những tháng Chẵn là tháng tháng âm. Mà người mà sinh vào tháng âm của người tuổi Dương mà sinh vào tháng âm đó, gọi là âm dương không có thuận lý. Còn mà người mà tuổi Dương mà sinh vào tháng Dương thì gọi là âm dương thuận lý. Là nếu mà những người mà thuộc âm dương thuận lý đó, là những người có một điểm thuận lợi cơ bản trong số mạng. Thông thường là những người này là thường có cuộc sống ít gặp trắc trở hơn những người mà sinh vào trái mệnh, và khi gặp khó khăn đó, thì cũng vượt qua được. Có thể vì cuộc sống của họ là vốn dĩ là nội tại có được một cái sự gọi là trợ lực, tháng sinh với lại năm sinh của mình trợ lực cho nhau, cho nên là họ vượt qua một cách dễ dàng hơn là những người mà sinh vào tháng 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 Chẵn ha. Tương quan ngũ hành bản mệnh với lại nạp âm ngũ hành của cái tuổi này thì cả hai, thay vì như là tuổi Mậu Ngọ thì cả hai tuổi thì đều là một, đó là can sinh chi hoặc là nạp âm sinh bản mệnh hoặc là bản mệnh sinh nạp âm. Còn ngược lại tuổi này thì cả hai nam nữ thì đều cũng không có cái sự tương sinh. Thường thì nam á, thuộc là cung càn hành kim, thì nhưng mà hỏa của người này sẽ khắc kim, tức là bản mệnh khắc nạp âm ngũ hành, gốc khắc ngọn. Thường những người này không may mắn trong cuộc sống hay gặp nhiều trắc trở, thành thử phải nỗ lực rất nhiều thì mới có được tài sản danh vọng ở trung và hậu vận. Thường tiền vận thì họ có sinh ở nhà con nhà khá giả đi nữa thì cuộc sống họ học hành thì nó bình bình, đi làm thì nó cứ gặp chuyện này chuyện kia, cứ cảm thấy với lại bản thân cái tuổi Giáp Tuất là dù là đứng đầu cái thiên can chữ Giáp nhưng mà Tuất thì là họ lại cứ hay bị trắc trở, họ lại phải, muốn phấn đấu lên làm họ muốn giàu nhanh. Riêng cái tuổi Giáp Tuất là họ muốn giàu nhanh nhưng mà họ không có nội tại, nội tại của họ là một mớ là hỗn độn ha. Ở trên là can tương khắc chi rồi, đó là năm sinh, xuống đây là gặp mấy người mà tuổi dương mà ở cung âm nữa thì càng lại càng rắc rối. Xuống đây là cung bản mệnh với nạp âm ngũ hành khác nhau nữa, nếu mà vậy là nam mà này, ở tuổi này thì thực sự là không may mắn. Họ có nỗ lực nhiều lắm, tuổi Giáp là họ muốn luôn luôn là người đứng đầu, muốn phấn đấu lên phía trước chí lớn, nhưng mà ngược lại họ gặp rắc rối nhiều. Đó. Nữ cung
nữ mệnh đó là thuộc cung ly hành hỏa, bản mệnh với lại bản mệnh với nạp âm ngũ hành là cùng hàng hỏa, nạp âm ngũ hành với bản mệnh là coi như là bình hòa nhau. Những người này tuy không vất vả như những người nghịch nhau về nạp âm bản mệnh, nạp âm và bản mệnh nghịch nhau, nhưng mà cũng không phải là người may mắn dễ dàng thành công. Thiên can nữ mà thiên can nữ mà nhắm chữ giáp á, thì mệnh số mệnh cao số lớn à, cho nên là gọi là người mà thiên can nhắm chữ giáp mệnh cao số lớn, thường thì họ có cái tuổi lấy chồng á, mà sớm, họ mà lấy chồng trước 26 tuổi, tuổi này mà lấy chồng trước 26 tuổi là rất dễ hai đời chồng à, đó dễ gãy đổ lắm à, nếu còn không á, thì gọi là gì à, có chồng á, thì không được hạnh phúc, không được trọn vẹn, cứ sống trong nước mắt à, gia cảnh thì còn thì sống trong nước mắt, đó là những cái nội tại của cái tuổi này. Và tiếp theo là 6 tháng cuối năm này tuổi giáp tuất của các em nó như thế nào à, đầu tiên hết là mình sẽ coi giáp tuất nam đi à, giáp tuất nam năm nay 24 tuổi à, có sao là sao văn hớn à, được sao văn hớn chiếu mệnh à, sao chủ của sự chủ cứu phòng thương tật à, không à, ốm đau nóng nảy mà miệng quan tụng giấy tờ, nhưng mà anh thì anh nghĩ rằng với cái tuổi này thì chưa, tuổi này thì nói chuyện quan tụng giấy tờ thì chắc là ít, mà chủ yếu là xấu về thương tật rồi có cái việc mà không có tốt ở trong cuộc sống, bị người này nói xấu người kia nói xấu, bị đè nén ha. Hạn thiên la là thiên la là bệnh hay gặp nhức đầu này kia, giống như là tâm của mình lúc nào cũng cảm thấy lo lắng khó chịu. Vận niên là ngựa bị thương, tức là mãi bị đau đó, xấu. Mạng hỏa gặp năm hỏa là bình hòa tốt. Địa chi tuổi Tuất gặp năm Dậu, năm Dậu á là tam tai lục hại xấu. Thiên can giáp gặp đinh là sanh xuất xấu luôn. Thì nếu như mà tính như vậy thì thật sự ra mà nói thì tuổi này nội trong cái năm này thì vận hạn cũng không phải là tốt lành gì. Tọa cung á, tiểu vận có các sao cố định như Lộc Tồn, Phúc Đức, Bát Sĩ, Dưỡng Thiên Đức, Hồng Loan, Đào Hoa à, thì chủ trì của cái tuổi này có cái sự may mắn là ha, các nam là có Hồng Loan, Đào Hoa là có được cái những cái gọi là tình duyên mới, hoặc là có nhiều cái sự lựa chọn trong cái việc yêu đương à, rồi là có Lộc Tồn, tức là có tiền à, năm nay là tương đối là không phải là năm ra tiền mà là năm có thể là làm có tiền, nhưng mà cái này thì Lộc Tồn Phúc Đức đi chung à, nhưng mà lại có bác sĩ dưỡng à, thì cũng không đến nỗi nào. Nói chung là năm nay về cơ bản thì tiền tài thì với những cái gì sao mà anh đã chiếu ở trên đó thì nói ra là được coi là vương địa, làm ăn luôn có người giúp đỡ à, năm nay là vương địa của giáp tuất nam, và trong năm nay cũng là năm có nhiều tin vui về cưới sinh và con đường con cái à, nếu như anh em nào mà chưa cưới thì năm nay chắc là nên cưới đi ha à, rồi đó là về phương diện tiền bạc thì năm nay là tiền bạc không có bị không làm ra bao nhiêu hết bấy nhiêu à, rồi đó là những cái luận đoán chung của một cái tử vi của một tuổi. Thì bây giờ mình xem thử đó là sách từng tháng như thế nào à, chữ giáp giáp tuất á, thì giáp tuất có thể nên là mệnh hỏa thì hai tháng thủy vừa rồi, tức là mệnh hỏa tuất thìn tuất sửu mùi à, thì tháng vừa rồi là tháng mùi tháng tuổi à, gặp tháng tuổi nhưng mà lại là tháng hỏa à, tháng thủy mình là chơi vô tháng tuổi mà gặp vô năm tam tai năm tháng tuổi rồi thủy nữa, cho nên là hai tháng sáu vừa rồi là các em có nhiều cái sự rắc rối trong chuyện với gia đình ha,
có bạn gái thì gây gổ hiểu lầm hoặc là này kia, còn đi làm thì cứ lục đục với sếp tiền ra, chủ trì còn khó bệnh nữa, cho nên là hai cái tháng 6 nhuận, tháng 6 trước và tháng 6 nhuận này thì không có tốt lành gì hết. Thìn tức sửu mùi là tứ hành xung nữa, rồi cặp trong năm 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 tam tai của năm năm lục xung của tuổi Dậu, tuổi tức với tuổi Dậu lục xung nữa, cho nên là không tốt. Rồi tháng 7 là tháng thân nha, tháng thân thì thử xem coi tháng thân thì nó được như thế nào. Tháng thân thì không có gì, tháng thân hành thổ là sinh xuất về mạng, mã sinh thổ, nhưng mà tháng thân là tháng lành với mình, cho nên là tháng này coi như cũng bình bình, gọi như là tháng 7 thì không ok. Tháng 8, tháng Kỷ Dậu, tháng Thổ, tháng Kỷ Dậu của năm Kỷ năm Dậu, so với nói là nó lục xung, nhưng lục xung về năm chứ còn về tháng thì mình thấy nó cũng không có gì. Tháng này chỉ có đề phòng cái chuyện mà gây gổ với lại người lớn hơn mình ha, cố gắng mà người lớn hơn mình nói thì cố gắng dành trong tháng 8. Tháng 9, tháng 9 là tháng tuổi, là tháng kim. Tháng kim là tháng canh tuất luôn, thì tháng canh tuất là đã nói như là mình là tháng giáp tuất, giáp cặp canh thì nó đã không có ngon lành rồi, mà gặp là tháng bản mệnh mình khắc nữa, tức là hỏa kim, tháng tuổi nhưng mà gặp sao sao khắc, thì tháng này là chủ tài, có thể là làm không ra tiền, còn tốn tiền và tốn tốn sức, có nhiều cái sự lục đục, cẩn thận trong tháng 9. Tháng 12 cũng là một trong những tháng xấu, nhưng mà tháng 12 á là tháng mộc, tức là mộc sinh hỏa, cho nên là cũng là sinh sinh nhập, cho nên là mình không có sợ nhiều trong tháng tháng Quý Sửu. Còn tháng Tân Hợi, tháng Nhâm Tý thì không có chuyện gì xảy ra. Thì nếu như mà lực đón chung của những năm những tháng cuối năm này thì còn 16 ngày nữa là hết tháng tháng xấu nhất của năm rồi. Có thể tháng nói là tháng 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 Đinh Mùi là tháng xấu nhất của năm, tức là còn 16 ngày nữa là hết tháng rồi. Còn lại những tháng cuối năm kia thì chúng ta chỉ cần để ý, các em chỉ cần để ý tháng Canh Tuất là về coi như là sức khỏe là chủ yếu, sức khỏe và gây gây gổ với lại bậc trưởng thượng. Tháng Quý Sửu là tháng Quý Sửu thì cũng về sức khỏe thôi, chứ còn về tiền tài thì không đến nỗi nào, tại vì tháng đó là tháng mộc, tháng đó khá lành cho những người mệnh mệnh hỏa, thì cho nên là để ý hai tháng đó, còn lại thì không có gì xảy ra. Với những người tuổi Canh Tuất thì thật sự mà nói thì những người tuổi Giáp Tuất thì thật sự mà nói thì các em chưa có làm gì lớn, chưa có trải nghiệm nhiều, thì chủ yếu vẫn là mình biết cái sáng xui thắng hạn của mình. Nhưng mà nói rằng 6 tháng này là các em sẽ có được cái mệnh đào hoa này, không? Hồng Loan thì chủ cho cái sự gọi là cưới sinh, chủ cho cái sự có được mối tình mới, có một người bạn mới, thì mong rằng các em tận dụng cái chỗ này nhiều một chút, tại vì bản thân của người Canh Tuất, bản thân của người Giáp Tuất là người không có chủ động trong tình cảm, thì người tuổi Tuất đa phần là người không chủ động trong tình cảm. Nhưng đặc biệt là những người, nếu như ai mà có được những người bạn Giáp Tuất, họ cực kỳ gọi là gì, họ cực kỳ trung thành ha, đầy phẩm chất của một người chung thủy. Còn chung thủy hay không là còn phải tùy vào cái anh đó, chứ cái sau của anh chung thủy, nhưng mà anh không chung thủy thì ra chịu thôi, mình không biết được. Cái đó là những cái chung của anh nam ha. Bây giờ mình coi nữ của tuổi này như thế nào. Nữ của tuổi này thì không được may mắn như vậy. Nữ của Giáp Tuất thì năm nay là sao La Hầu, là khẩu thiệt tinh, sao chủ về mồm miệng, cửa quan tai mắt ha, buồn phiền trong lòng, sau này ảnh hưởng nặng, ảnh hưởng nặng chủ yếu đó là cho nam giới, mà nữ giới thì cũng không, thí dụ như nam giới thì 100% thì nữ giới cũng phải 60% của cái sự xấu của sau này. Hạn là Diêm Vương, hạn mà Diêm Vương thì rất là kỵ đàn bà ha, cho nên là sẽ rất là rầy rà về cái việc mà tai tiếng rồi kiện thương,
rồi những cái việc rắc rối trong công việc, nhiều khi không phải việc của mình mà đứng không đi ngang cái quán bán cho mình, cái là mình tự nhiên mình bị vạ lây kêu tới kêu lui ha. Mạng hỏa gặp năm hỏa là tốt nè, địa chi tốt gặp dậu là tam tai, lục hại xấu, thiên can giáp gặp đinh là sanh xuất xấu luôn. Thì cũng như tất cả mấy kia, tuy là năm nay là năm sao la hầu nhưng vẫn là do là chấn tại cung ngọ thuộc hướng chính nam, cho nên là đối với giáp tuất là vương địa tốt. Tọa cung tiểu vận thì cũng có lộc tồn phúc đức bát sĩ dưỡng thiên đức hồng loan đào hoa, thì cũng như các nam thì mọi thứ nó sẽ có nhiều hơn. Nhưng mà cung nhị hợp của các em có điếm khách quan phù quả tú kinh dương, thì nếu như những người các em đã có cái việc hỷ sự rồi, tức là đã lập gia đình rồi tuổi này, thì năm nay dễ rất là dễ gây gây lộn với gây gổ với chồng con ha, có xích mích có giận hờn và thậm chí là bỏ về nhà mẹ. Tại vì có quả tú, có quả tú là người cô quả, thì cô quạnh đó là dành cho nam mà quả tú là dành cho nữ không. Cho nên đó là hả, nhớ để đừng có mà có sao đó có chủ đó mà mình cuối cùng mới là gây gổ với gia đình. Cho nên là đó là những cái mà chung về hỷ sự. Còn cái việc làm ăn năm nay tuy là mình nắm nắm sao sao chủ là sao la hầu nhưng không có nặng nề như là các nam, cho nên là mình vẫn là một năm làm ra tiền, chủ sự làm ra tiền, dù rằng năm nay là năm có những cái việc khúc mắc về bòm bị về những cái rắc rối trong gia đình gây gổ, nhưng mà không có đến nỗi nào. Sao cố định thì mình có thiên quan quốc ấn tử phù tướng quân lâm quan kiếp sát triệt thiếu dương bệnh phù tử và địa vọng. Cho nên là mình có cả luôn sao bản thân mình có quốc ân, tức là mình có được cái sự may mắn của trời ban ha. Nhưng mà nội tại nữ của mình không có bị như nam là bản mệnh với là âm ngũ hợp khắc, cho nên là mình có được cái sự may mắn, có được cái gọi là quý nhân giúp đỡ mình trong cuộc sống. Dù là năm nay là mình năm la hầu nhưng mà các em cũng phải cẩn thận luôn, cho anh là tức là còn hàng mười mấy ngày nữa là cái tháng xấu nhất nó qua. Thì nếu mà nói đúng thì 2 tháng vừa rồi, tháng 6 không ngừng với tháng 6 ngừng vừa rồi, thì làm cho em rất là nhiều khó khăn, thậm chí là các em có gia đình thì gây gổ với chồng con rất là nhiều, xảy ra xích mích đồ này kia. Nhưng mà còn những tháng còn lại thì cũng như các nam, thì mình chỉ cần chú ý tháng Canh Tuất, tức là tháng 9 âm lịch và tháng 12 là 2 tháng kỵ với mình và gây cho mình nhiều cái phiền toái để tốn tốn kém tiền bạc, tốn kém sức khỏe. Còn lại thì nói chung tổng đáo năm nay thì 6 tháng cuối năm là 6 tháng tương đối thành công của các em. Nhưng mà các em cẩn thận về sức khỏe, về gây gổ, về 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 tốn tài trong cái tháng 9 và tháng 12. Tháng 12 thì tương đối nhẹ nhàng hơn, chủ yếu là sức khỏe, nhưng mà tháng 9 thì không bằng 2 tháng thì vừa rồi nhưng nó cũng không 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 hề đơn giản, chủ yếu là về sức khỏe. Còn tháng 12 thì chủ yếu là cũng không đến nỗi nào, do là mình có được cái là hành hỏa mà mộc thì sinh hỏa, cho nên tiền bạc thì không có ra nhưng mà cũng không 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 đáng, nó phù hợp với những gì mình tính toán. Còn chủ chủ trường của năm nay cũng vẫn là vấn đề sức khỏe của tụi em thôi, và nhất là thị phi. Sao la hầu của nữ thì nắm nhiều nhất về vấn đề thị phi, cho nên là tránh nổi tầm 5 tầm 7 nói chuyện của người này người kia. Và các em mà đã lỡ có gia đình thì tránh nhìn nhường nhịn chồng một chút, tại vì năm nay là năm có sao cô quả chứng lành, thì có sao cô quả là dễ chủ sẽ chủ về cái sự chia xa, chia xa trong các mối quan hệ tình cảm. Trên đây là những cái tổng đoán của anh cho 6 tháng cuối năm tuổi Giáp Tuất 1994. Mong rằng nó có được những cái thông tin để các em có thể ứng dụng cho cuộc sống của mình tốt hơn.
Nếu các em thấy hay thì nhớ like và chia sẻ video. Và hơn hết là nhớ đăng ký kinh Quang Ba Tử Vi để nhận được những cái tử vi của bản thân mình hoặc là người thân. Bye bye và hẹn gặp lại các em ở trong video khác.